chúng ta thử chạy thử live show thế nào nhé. Thông thường nó còn sẵn, người ta cái này người ta cung cấp sẵn cho mình toàn là miễn phí hết. Đấy, chúng ta đã xong một cái mục live show này. Đây, một số cái thế rất là dễ dùng ở đèn cho đây, Vivo này, 3D này, EC này, hoặc một cái gì nhỉ, Vivo này, nó Acron này, hoặc cái gì trên đồng hoàng này. Ví dụ thử cái này mới người nhé, chúng ta giải nén ra này. Nó đang một mục cái này, đang click vào trong kia này, nó có các ví dụ này. Chúng ta click vào trang index này, open bằng Firefox để chạy thử. Đây là cái dạng slide show dạng ngang đó, nó tự chạy này. Các hình chuẩn nên là có cái này này, mũi tên này này. Đấy. Để ghép cái này chúng ta chỉ cần xem cái cấu trúc HTML người ta viết thế nào mình làm theo cũng được. Đấy nhá. Chúng ta mở Visual này, Open with Visual. Đấy. Có. À, cái này các em xem tí về nhà anh gửi cho con chẳng đi. Đơn thường người ta định nghĩa sẵn một khung ở trên này rồi. Đối với các em chưa quan tâm CSS là lần từ HTML lần ra. Đây. Chỗ này có phải là các ảnh không các em? Trên các ảnh này. Đây cái chỗ gọi các phần của họ này. Đây, Jquery này. Jquery UI này. Là các thư viện. Đây có một số cái như thế này các em nhìn này. Nó có HTTP có nghĩa đây là cái đường dẫn tuyệt đối đến link thẳng trên trang web ấy. Đúng rồi, cái không có mạng nó sẽ nghỉ luôn đấy. Cho nên thông thường các em nếu gặp cái link này tốt nhất là vào thẳng cái link này bằng cách các em copy đường dẫn này. Về nắn là chắc các em biết rồi chứ. Paste thẳng vào đưa nó về được đây này. Đấy. Làm cái nào ra nhỉ? Làm gì nó kinh đúng không? Kéo dài toàn cái chữ này hoảng này. Nó kệ nó không quan tâm. Đâu, code thôi chứ em. Phải nhỉ đâu, em nhìn kỹ đi này. Code thả gì đây này. Đấy, code giao clip của gì này. Đây là JavaScript mà, nó gọi jQuery là thư viện JavaScript thôi. Việc chúng ta chỉ là server EP thôi. Đấy. Đấy. Còn nó viết thế nào kệ họ không quan tâm. Đọc cái này xong ốm ấy. Đấy. Đấy. Để chúng ta cho đường vào và chúng ta dùng bỏ hết cái này dùng viết theo kiểu đường dẫn tuyệt đối nha. Đây bên dưới này. Có mỗi chỗ này chúng ta cần chú ý này. Đây, for navin init này. Về sau giả sử các em không đặt tên là giống với tên của họ nữa, chúng ta đổi cái div này, chúng ta đổi make acron able, chúng ta đổi cái tên như abc chẳng hạn, abc chẳng hạn, thì phải sửa chỗ nào nữa các em nhỉ? Chúng ta sửa trong chỗ này, đây, chỗ như abc, các em chưa nhỉ? Đây là id nó cần slide show này, chúng ta sửa đến dưới xong. Và chúng ta chú ý là cái tên thư mục này, nếu mà chúng ta được cùng thì không sao, nếu cái chỗ ảnh nó để thư mục tên thư mục khác và nó sâu hơn, các em nhìn cái đường dẫn này. Cái không có gì khó khăn cả, ta để kéo thả vào trong đường dẫn là được. Mình có chỉnh được kích thước các bạn đây này. Mình do mình của mình có thể khác, mình sẽ soi kích thước của họ là nào là bao nhiêu mình chỉnh phù hợp. Đây các em soi ảnh của họ đây. Nó có hết đường dẫn đây này. Cái này này. Nét này, còn nó nét padding full synthesis. Nên nó không định nghĩa ảnh. Có thể thường thường chỉnh bằng cái thước này nó dễ nhá. Còn cái thứ hai là chỉnh cái của nó về theo cái của mình. Lúc đấy nó định nghĩa chung ạ. Nếu mà ảnh của em kích thước đều nhau thì nó đẹp. Còn thông thường em dùng cái định nghĩa ngay của CSS width 2 để tất cả cho một cái trước. Tôi có thể ảnh mặc định bình thường và ảnh thật của em là 2000 1000 nhá, nhưng thể nhét về tầm khoảng 300 400 cũng được đúng không? Nó tự thu về nhưng mà lúc mình đi sang thì nó sẽ chất lượng nó không đẹp bằng cái ảnh mình nguyên gốc. Cho nên nhiều khi người ta làm hẳn hai thư mục, một cái ảnh to ảnh nhỏ, ảnh như là thu ba rồi đấy, cái ảnh bé bé có chị thu ba đấy bé, nó cho ảnh bé tí lúc người ta thì chuẩn lên trên nó nổi này. Nhưng số trang thì chuẩn lên trên là một cái ảnh bên ngoài ảnh khác thì nó này. Còn lúc ảnh bên trong của ảnh khác nữa. Đây các em cho nên sửa lên sâu một cái này anh cao sẵn anh có phần. Đây tương tự một số cái dạng khác cũng thế, chúng ta cứ chạy thử trước đã, cho toàn bộ xong đang ghép đấy của mình. Đây cái 3D này, có mấy dạng, cái này dạng.
không có smartphone. Và 3D luôn. Mất ảnh. Nó không tạo mất gì. Đấy. Đây các em xem kích thước ảnh của họ đây này. Đấy nhá. Có cái tự động. Flash A display này. Đây xem bên trong nhá. Có image này. Thế nó cho ảnh bằng nhau luôn. Nếu một số dạng sờ na người ta sẽ định nghĩa đây là em nhìn này, trên set img này, không này, display banner của cái thẻ A img đấy, padding này, nó thay đổi trên này. Một số cái em sẽ nhìn giá trị để ý cái file của nó này. Em sẽ ví dụ đây là ghi là dòng 39 có cái này đúng không? Em click đây có dòng 39 này, mình có thể sửa padding nó to hoặc bé đi. Đây, đây em xem như thế này nhá, thấy tác dụng không? Đây này, nó động luôn này, các em thể chỉnh theo ý của mình. Xong nhớ vào đúng đường dẫn trên file mình lưu được thì đã tự sửa nó xong. Đó phải là xong sửa trong file CSS dòng 39 trong các em vật sửa lúc này. Hoặc có thể một cách khác các em Ctrl S để tìm ra file cũng được. Đấy. Cái đấy cho cái khung chứa ấy. Tất cả sườn này xong thường nó sẽ nhốt trong một cái khung chứa như cái container của mình ấy. Em cần nhốt đúng vị trí của nó xong đặt cho cái này xuống dưới nó phát theo ngay thôi. Nhưng mà cái nút của mình nó chạy sườn sau á. Thế mình chỉnh cái vị trí của cái nút này để dùng các cái soi xem là vị trí của nhau. Ai đi Ctrl F đi. Cái thứ nhất là thử em nghi ngờ cái đấy là chạy thế nào đúng không? Đây này. Thì cái một cái đơn giản em phải Ctrl F để thử cái này. Tại cái này vừa sau anh đổ rồi anh Ctrl Z thế nào nhá. Đây. Em muốn quan tâm về thường thường đầu tiên là sẽ có một cái ảnh. Cái đầu tiên nhìn thấy thế nào trong cái phần HTML có cái này. Đúng này chưa? Và chắc chắn cái này phải chạy trên đất sâu. Thì em phải Ctrl F của cái này lên này. Sau đó tìm kiếm. Để tìm kiếm được triển để thì mình sẽ chọn phạm vi không phải full của công mừng nữa. Bởi vì nhiều khi để sang file khác. Em chọn thẳng trong cái khu run project hoặc em thêm function này. Trong file next của em thử nó hơi nâu một tí. Này lớn rồi. Lấy dụ thử một cái trên tài liệu nhá. Ở lên thử trên khu run hiện tại này. Tìm trước nó đang chỗ này, em nhìn thấy ngay chỗ này nó thay đổi này. Smooth it as roll này. Xong chọn tiếp lần nữa nó đến cái chỗ phần này, fit as này. Đấy chưa? Xong tiếp nữa về cái ban đầu thì chỗ gì đây. Thay đổi đến hết một vòng. Đấy, thấy chưa? Tình nghĩa từng phần một này, mình sẽ xem các giá trị. Giữa các bên nó tình nghĩa từng trình duyệt này. WebKit hay Monita hay chỉ bình thường này. Mình sửa các giá trị cho nó ok này. Có thắc mắc gì không nhỉ? Với nhanh app media em thử mấy funnel thế nào là hợp dùng một cái cho một cái của mình. Không thường cái trên, không dùng cái 3D hay dùng cái kiểu ở bên cạnh này. Đợt này các em dùng cái EC này dễ dùng nhất này. Rất đơn giản này. Đúng tên của nó rất dễ dàng. Nó vướng gì? Nó không có nhỉ. Đây như này đi. Em muốn sửa cái nút gì nào? Em cần chuẩn F của cái này. Đây đầu tiên em tìm cái ID của cái này trước nhá. Của cái nút này đi. Cái này nó dùng cái bên trong next rồi. Nó dùng sự kiện, cái này dùng bên jQuery. Là display phone next. Đây này.
Được không? ID là snipe nếp nè. Con này cơ. Ba. Hoặc nào? Đây. Hai nếp nè. Em phải sửa cái này đi. Ừ. Để tìm CSNS nó gọi đâu nhé. Một cái chỗ này này. Hai cái chỗ này. Cái đơn giản nhất là sao em dùng cái chiêu cancel hát này này. Cancel next về btn next chẳng hạn như này. Đổi hết cái của mình đi. Đừng đợi nhỉ. Đổi phát tên cancel f phát hết ngay. Mở tất cả các file css này html ra một cái disk nó có như này. Nó chỉ sửa file riêng riêng là được. Bây giờ các em thử ghép vào cái giao diện vừa sau nhé. Các em ghép slide nào được. Đấy gửi cho các em vài một slide các em tham khảo.